Rồi hello cô. Rồi hello cô chú anh chị, hello cả nhà ha. Bữa nay ngày 23 tháng 9 hàng trại Bò Hoàng Minh Tri xin kính chào anh chị nha. Đó thì bộ trước mắt cô chú anh chị đây là một bộ mẹ con. Mẹ con nghe cái kem, con mẹ chiều cao nó em đo chiều cao nó chắc đo chiều cao nó 1m25 bò ha. 24 25 gì cô chú anh chị ha, thì con nghe chiều cao là 1m. Đó anh chị có nhu cầu mua bò cứ liên hệ số điện thoại để màn hình nha, địa chỉ của trại xã Mỹ Thạnh, huyện Mỹ Tri, tỉnh Bến Tre nha. Cô chú anh chị nhu cầu gần xa cứ alo ha. Đó, nghé này tháng tuổi nó cỡ tầm 3 tháng tuổi cô chú anh chị mình nha. Các bộ mẹ con giá cực kỳ thương. Thì trước khi xem cô chú anh chị cho em một like một đăng ký nha, có lòng một video nhiều tí. Rồi xin lỗi cả nhà, nãy giờ nghe hỏi ha. Thì bộ mẹ con này rất là giá cực kỳ thương thì đó. Em sẽ quay xe đầu cụ thể chi tiết cho cô chú anh chị ha, xe đầu. Đó. Đó, mặt mày miệng chậu khá sâu hết cô chú anh chị. Và bê hen, đó xe lưng cả nhà. Đang nuôi nghé thì nó hơi ốm hết chút nha cô chú anh chị, hen nó mớp mớp hen. Đó thì bò đang nuôi nghé mà máng sữa cực kỳ, chân cẳng là móng là rất là ngon. Liền hết cô chú anh chị mình nha. Đó. Vú nè. Bộ vú rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đẻ nghé mẹ con rất là ngon. Đó. Hai bên hết cô chú anh chị, em quay cho cả nhà cho anh chị xem hen. Đó, mặt mày nè, hen. Bò này nói chung em mua của ông chú mà em chưa có đem về, em quay luôn, mượn ruộng quay luôn ha. Đó nè, chân cẳng móng rất là ngon, xin lỗi cả nhà. Đó, chân cẳng móng rất cực kỳ là ngon ha, hai bên. Nói chung bao cho cô chú anh chị tật lỗi trăm trăm ha, giao bò đến cô anh chị có tật lỗi gì cô chú anh chị được cái việc đã về. Đó, vú đen thui, mấy con bò vú đen mát sữa lắm cô chú anh chị ha. Thì bộ mẹ con này trạng bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn là 26.500, bao ship cho cô chú anh chị luôn mấy 200 số nha. Đó, em quay con nghé cho, nghé nó như sợ nhé, cái vòng vòng vòng. Nghé ba bê nha cô chú anh chị, nghé ba bê F2 đó. Đó, đầu nè, đầu trụi nha cả nhà, sái nghiêm chỉnh hen. Lưng một lưng, đít một đít. Đó. Chân gắn rất là dữ dội hen. Đó, móng trước cũng sao liền hết cả nhà. Đó đây nè, cả nhà coi cái mông đó nè. Đó. Mông rất là ngon, rất là yêu thương hen. Đó. Chân gắn rất là khéo. Đó thì giá cả chiều cao cũng báo cô chú anh chị mình rồi, thì cô chú anh chị mình có coi xem có nhu cầu ưng ý cứ alo liên hệ ha. Đó thì nó đáng tiền là có nấy nha cả nhà, giá rất là thương, bao 200 số nha. Hiện tại tại đang có chuyến đi An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang. Đó cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mua cứ cứ đến trực tiếp lại ha. Xa anh chị cứ liên alo qua điện thoại, còn nếu mà xa cô gần cô chú anh chị cứ đến trực tiếp trại xem bò và chốt bò nha cả nhà. Đó, giá cực kiều thương. Nói chung bộ mấy con này cho anh em lái này kia sẵn sửa này kia cũng được ha. Giá quá là vip cả nhà. Con nghé là ba bê nha cả nhà, chứ không phải bấy bông bông vậy là bò sữa không có đâu nha. Ba bê 100% ha cô chú chị. Bộ vệ tinh đàng hoàng. Đó thì cuối clip em cảm ơn cô chú đã bỏ nhiều thời gian cô giỏi dùng hỗ trợ nhiều quá. Tại cảm ơn cô chú rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú chị clip ngày mới tiếp tục nha.